với Hoàng Dũng đi qua nhà cô ba. Qua nhà cô ba hả? À, qua nhà cô ba thăm cô ba một chút. Dạ, cô ba Bạch Đức đó. Dạ, cho con gửi lời thăm cô ba luôn nghe. Rồi, rồi, rồi. Dạ. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Merry Christmas. Bữa nay là mình nghe người ta nhận cái giải, giải danh dự đặc biệt, nên mình đi qua đó để mình chúc mừng họ. Nhưng mà mình đi mình không muốn cho họ biết, mình muốn dành cho họ một cái bất ngờ. Cho nên Diệu Thanh nó đòi đi đó mà không cho nó đi, bỏ nó ở nhà. Mình đi qua một mình, đi qua bệnh để cho người ta bất ngờ chơi. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Cái gì? Hai hả? Mới hai đó phải không? Ừ. Nhớ cái hai ngày hôm trước tôi đi Mỹ nè. Ừ. Tôi về tôi nghe con nhỏ, con của nhỏ chủ á, nó hai. Ủa sao ngộ, bên đây ai cũng thứ hai hết kìa. Được cái tôi nói với nó, tôi nói con, bà thứ năm, bà không phải thứ hai. Mai mốt gặp bà chào bà năm nha con. Ok. Cái ngày mai tôi về cái nó cũng hai năm. Cái tôi nói trời ơi, cái Ngọc Hương hỏi tôi cái gì vậy? Tôi nói ngày hôm qua nó chào em bà hai. Em nói với nó em không phải thứ hai, em thứ năm. Em dặn nó là bữa nay em về nó kêu em, nó thưa em bà năm. Nó ok rồi giờ nó kêu em 25 kìa. Bà nói ôi mày nhiều chuyện quá. Nó kêu gì nó kêu kệ nó. Mày nói nó mời mốt nó kêu mày 30-40 giờ. Tới chừng hỏi ra mới biết là từ ở đó mình qua mình nghe người ta hello. Bây giờ nó hay. Có nhớ ông bà mình nói không? Đi một ngày làm học một sàn khôn. Đúng. Biết bao nhiêu tôi không có đi người ta tôi không khôn là gì. Thương quá đi. Để dành đôi chân cho Bạch Tuyết đi. Đi thế vừa hiền. Thí dụ gì đi. Trời ơi đẹp ghê vậy ta. Đẹp không? Đẹp. Đẹp sao bằng đây. Chưa không mới. À, tặng Giáng sinh. À, Giáng sinh. Rồi tặng Giáng sinh này mốt mắc cười nè. Đó, con ngựa với ông già này để dành muốn đi đâu mình kêu ông dẫn mình đi. Dạ. Thế là đi khắp cùng thế giới. Rồi còn cái này á, nếu mà nói cảm ơn á. Thôi đừng níu vậy đâu. Cũng đừng cám gì hết trơn. Cảm ơn á thì nó giống như thấy nó thường ngày rồi. Xưa quá. À, xưa quá. Ừ. Nhưng mà lòng biết rồi chấm. Lòng biết hai đứa biết. Hai đứa có còn cái chuyện gì nữa đâu mà cảm ơn trời. Thấy không? Còn gặp nhau còn thấy khỏe. Là sao? Sướng quá rồi. Chứ sao? Bao với lại trái bao có lắng ngát ta. Tây 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 tây. Chẳng là tức là cái người hồi xưa đó người ta lâu thì lâu người ta chờ nhau tới trường tiếp còn giang à. Có bữa không mừng mình mừng là gì không có khác gì ngày xưa nhiều rồi đi mà là về nhớ nha thật tiếp giao ông cho tôi nha đặng để dành hãy tôi đi đâu á đặng chở tôi đi đó nha ông. Tự nhiên tôi thấy cái này tôi nhớ Hiền. Tánh Hiền rắn mắt mà. Đúng không? Tối ngày ngồi chơi vậy thôi được à. Vui đúng không? Đúng không? Chắc mắt luôn. Mắt cái này mắt cái này. Đâu có gì đâu mắt. Mà mắt bao nhiêu đối với bản thân. Để đầu hả? Đây, được chưa? Được chưa? Đó.
Cái này để này đi qua mới có duyên. Ủa sao Dũng làm được mình làm không được ta? Bấm ra không? Có duyên không? Mẹo đây là không? Ông chở hai chị em tôi đi chơi. Đừng có làm biếng nha. Chở hai đứa tôi đi à. Thương nha. Mà mắc cười lắm, tôi đi mua đồ cái xong tôi gặp này thì cái tự nhiên nhớ. Sao kiếm không mua kiếm không lấy? Không, tôi nhớ tấm hiền, hiền á, có rắn mắt. Có hiền nghèo. Này cho ông chạy ngược hả? Không chạy ngược được đâu. Qua bất ngờ không báo trước nên nàng Bạch Tuyết phải trả lời phỏng vấn, Diệu Hiền phải ngồi chờ thôi. Trời ơi, sao hay vậy? Và rất là tuyệt vời. Nhưng mà cũng phải nói với bạn như thế này nè, là đã mấy mươi năm nay rồi, tức là trong tất cả các giải thưởng đó, mà khi mà đề nghị đó thì tôi đều từ chối. Tôi từ chối không phải là vì thấy mình cao ngạo hay là bất cứ cái gì, nhưng mà mình nghĩ rằng cuộc sống của mình với những cống hiến, với những này nọ, mọi thứ đã được rồi, và hãy lui lại để cái chỗ đó cho các bạn trẻ của chúng mình, để cho các bạn có những cái vị trí đẹp, để các bạn tiến bộ. Và mình không có nhận lời bất cứ một cái giải thưởng nào hết. Dạ. Nhưng mà cái lần này thì khi mà quản lý báo thì tôi có nói là cái lần này không phải của một mình, cho nên mình không có được quyền yes and no. Mà mình nghĩ tới cái điều xa hơn, tức là công sức của ekip, và đặc biệt là tài hoa của Hứa Kim Tuyền với Lệ Hoàng Dũng và bạn Casper, mà rồi còn bao nhiêu người nữa, tức là công sức quá trời đi. Mà lúc làm á, lúc thực hiện thì không có nghĩ rằng sẽ như thế này, sẽ được thế kia. Như bạn biết đó, một cái tác phẩm khi mà nó ra đời đó thì nó gồm có bao nhiêu cái tâm nguyện, tâm huyết, rồi hoài bão của từng con người ở trong đó để mà làm thế nào tác phẩm ra đời và ra mắt được công chúng á. Thì đến chừng mà bất ngờ mà mọi người đón nhận hết sức là nồng nhiệt á, thì có thể có nói cả ekip ngẩn ngơ. Thế là ngộ ghê luôn á. Chúc mừng Bạch Tuyết, chúc mừng về nghe mẹ Du.